mặt nó cũng sẽ không bị to béo. Ôi đừng quá. Thì là nó sẽ là đây là mặt nó sẽ là kiểu không xị, nó không có la. Tức là nó nâng cơ. Nâng cơ mặt lên nhá, nâng cơ mặt lên này. Nâng cơ mặt lên nha, đồng thời nha, nếu mà đau lưng, đau xương cốt thì mình chỉ cần cái này sao này, ấn vào đây này, thì là coi như đây là một biểu tượng của cái lưng cơ đúng không? Nên là phát xong vào tay như này, tự nhiên lưng là chạy hết điện là coi như là thôi hết nào, đây, xong đầu như là mình đánh mình cứ thế này, suốt từ sáng sang sang như này, coi như là hết này. Đấy. Còn tai thì là tớ dùng cái đầu này, tớ cứ phải vay tai này. Chức năng của cái đa năng là nó rất nhiều thứ, rất nhiều làm được nhiều thứ.